vô địch của giải Dotapit bây giờ sẽ lại trở về sân nhà của mình để đấu vòng loại giành vé đi giải Epicenter Moscow. Và bên phía team TNC thì họ cũng đã có những cái lượt ban đầu tiên cho mình rồi, đó là vào hai hero màu xanh lá cây Nature Prophet cũng như là Earth Spirit. Bên phía MVP thì lựa chọn loại bỏ ra đó là con Lone Rui cũng như là Enchantress, và first pick của họ đó là một con Vengeful Spirit mang Dubu, anh ta lựa chọn ngay là một support khá là hot trong phiên bản hiện tại, đó là Vest rồi. Mà con Vest này cũng phục vụ rất là nhiều trong những chiến thuật của team MV Phoenix thời gian gần đây. Всем не хао, дорогие друзья, любители Доты, любители вообще киберспорта, любители эпицентра Москвы и... Và đến với cái lượt đua pick đầu tiên của TNC thì họ lựa chọn mình xong Sven, và liệu có phải là con IO đi cùng Sven hay không, khi mà IO cũng là một lượt pick khá hay trong cái lượt. Vâng, vậy là không lựa chọn IO rồi. Đang định nói là nếu mà họ pick IO thì họ sẽ khóa được cái lượt pick IO đến từ MVP Phoenix, và bây giờ thì MVP hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình đó là một con IO. Và lượt thứ 3 thì họ sẽ pick BB, một sẽ là Invoker trước. Vẫn có thể để dành con IO đến lượt pick thứ 3 và thứ 4. Vâng, cái lối ban pick quen thuộc của MVP Phoenix thì đó là để dành IO và BB cho cái lượt pick thứ 3 và thứ 4. Rất là hay có cái lối ban pick như vậy rồi. Cái giải ở đây họ thường xuyên là giấu hai cái lượt pick này, không first pick cũng không pick cuối, mà để ở pick 3 và pick thứ 4. Bây giờ thì MVP tự loại bỏ đi, đó là hero mà QO chơi khá hay ở mid, con Phantom Lancer. Và với việc là TNC họ có cho mình Sven, thì Benny cũng con PL để loại bỏ khả năng con PL này có thể đi mid và hành được Invoker, cũng là một lựa chọn rất hay từ MVP, khi mà MVP họ không có quá nhiều khả năng để có thể clear bóng của PL, khi mà khả năng clear bóng thuộc về Sven hết rồi, cũng như là Invoker khá là khó có thể đi được với cả con PL thời gian đầu, khi mà PL là một hero spam skill 1 rất là đau và đánh rất là hổ báo. Bây giờ TNC loại bỏ ra Bad Rider Forever. Bad Rider thì cũng là một lượt ban hay khi mà bên phía MVP họ có cho mình Vest rồi, cũng như là Invoker rồi. Vest có khả năng counter được Bad Rider thì bên phía TNC không thể pick được, và họ cũng không dại gì để lọt ra con Bad Rider này. Và MVP đến lượt thứ tư họ mới bắt đầu ban ra đó là con Our Devourer. Vâng, đúng rồi, TNC rất khôn khéo, họ cũng rất là, chắc là họ xem rất là nhiều những cái trận đấu gần đây của MVP rồi, khi mà họ biết được là lượt thứ 3 và thứ 4 thì MVP rất hay pick IO. Bây giờ loại bỏ IO ra và lấy cho mình một bao tiền tờ thì có thể ngăn cản luôn một cái lượt pick chen, hoặc là một cái lượt pick thực ra lượt pick bao tiền tờ cũng là để đối đầu với Invoker một cách rất là tốt, không hẳn là chỉ counter chen. Enigma cũng rất là sợ bao tiền tờ. Một Tuska dành cho MVP, bây giờ họ sẽ đánh là hai support đi roam khô máu rồi. Bên phía của TNC vẫn còn cái lượt pick có thể pick rất hay, đó là con Darkseer. Đúng rồi, Darkseer đi off lane cũng là gây khó dễ rất là nhiều cho... đánh thế này là đánh kiểu gì đây? Zakiro, à lạ. Zakiro khả năng đi mid cao rồi, vẫn vậy là Darkseer thuộc về MVP luôn. Chắc chắn rồi, không ban không pick thì team đội bạn sẽ được hưởng lợi thôi. Darkseer dành cho MVP dưới tay của Forev, và một tình huống vây cùm sau đó là Tuska chặn đường đẹp hoặc là lăn bóng vào stun được rất là nhiều người. Invoker thả combo theo lý thuyết là như vậy. Taxia cũng là một hero đi lên cực kỳ khó chịu so với cả Sven. Sven mặc dù là tăng rất là nhiều điểm vào skill 2, clear creep rất là nhanh, nhưng mà thời gian đầu cũng sẽ chịu rất là nhiều lượng down đến từ cái Ant Shell của Taxia. Ông pick muốn Zakiro, họ muốn có những cái tình huống ice pad cực kỳ khó chịu để có thể cover cho những hero của mình, hoặc là đi push trụ với Sven có khả năng buff armor cho unit đồng minh, và Zakiro skill 3 cào trụ liquidify cào trụ rất là nhanh. Nhưng mà đánh như thế này thì đội hình của bên phía team TNC họ đã có một cái gì đó hơi thiếu linh động, cũng như là hơi mỏng một chút, trừ Sven ra.
thì Lion Bounty Hunter cũng như là Zakiro, thực ra Zakiro cũng hơi trâu một chút ra là đầu game, nhưng mà gặp Burst Dam như Invoker hay là Tuska thì cũng không thể làm chịu được. Thì bên phía TNC hơi khó để có thể đánh một cách linh động hơn là bên phía MVP. MVP họ có những hero bay nhảy rất là tốt trong combat như Tuska hay Darkseer, thậm chí là VS nếu có những tình huống swap đẹp thì hoàn toàn có thể cứu đồng đội cũng như là đưa đối thủ vào một cái thế rất là khó. Và TNC loại bỏ ra đó là Slug của QO, khi mà MP khả năng cao sẽ là người chơi Invoker. Và MVP Phoenix thì lượt main cuối cùng họ nhắm vào một con Beastmaster. Còn Zakiro hay Beastmaster đều có thể đi mid được. Thứ hai rồi cũng có thể swap nhau đi up lane cũng ok. 10 seconds remaining. Vâng, một con Broodmother dành cho TNC. Họ Phoenix bắt đầu áp đặt chiến thuật put lên rồi. Nhưng mà chiến thuật put này không phải là một chiến thuật put theo kiểu là Chen Enchant vs Visage, mà là một chiến thuật nó khó chịu hơn khá là nhiều. Với một con Broodmother và Zakiro, họ không cần stick quá nhiều nhưng họ vẫn có thể cào trụ một cách cực kỳ nhanh. Và với việc là bên phía team TNC họ lựa chọn cho mình một lượt pick Dark, một lượt pick Broodmother này, thì họ phải cân nhắc xem là Darkseer hoàn toàn có thể counter Broodmother. Bây giờ thì MVP Phoenix họ hoàn toàn có thể đẩy cho Darkseer đi mid và Invoker chạy xuống đánh safe lane. Họ có thể hoàn toàn pick một con đi off lane khác ngoài Darkseer nếu như Broodmother trận đấu này khả năng cao đi mid Ember luôn. Vâng, vậy là chơi Ember của QO đúng cũng vẫn là một cái lượt pick rất là counter vào con nhện này. Vâng, khá là khó rồi, quên mất không ban con Ember ra thì hơi bị mệt đây. Bên phía team TNC không biết là có đối sách gì để dành cho con Ember này chưa. Pick thế này là hơi bị tự tin quá rồi. Không biết là tiếng in-game các thứ kỹ thuật thì mọi người có vấn đề gì không nhỉ? Mình tăng mic lên nó. Prepare for battle. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với game đầu giữa TNC, những chàng trai đến từ Philippines, và MVP Phoenix, đương kim vô địch của Dota Pit. Chàng trai đến từ Hàn Quốc. Đội hình của họ cũng khá là... Ồ, vậy là QO chơi Invoker và MP đánh Ember. Swap một chút ở đây rồi. Những cái role này được swap một chút. Ôi, tôi vẫn mưu MP. Alfred phát xem được xem không. Và xin giới thiệu với mọi người, hôm nay Hoàng Kỳ Anh, caster Dota 2 sẽ phối hợp cùng với cả Vic Noob, caster bên bộ môn đột kích mà cũng đang lấn sân sang showbiz của Dota 2 rồi. Thực ra cậu này đang thiếu gọi là à, trước đấy cát à thế vừa cát lần trước xong anh Mỹ không cát à, anh tưởng đây là phiên của anh Mỹ chứ không, cát trận BC cơ à. Thế à, ok, thế mọi người cũng biết luôn rồi, khỏi phải giới thiệu lại luôn. Thế mà chẳng lẽ ra là em giới thiệu anh không giới thiệu em. Thôi rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy sự di chuyển của QO, Dubu, Fabi cũng như là Forep lên trên top. Còn MP thì anh ta sẽ cắn rất là nhiều cây ở dưới này. Vâng, khá là hay. Khi mà cắn được hết cây thì khả năng nhìn cũng như là chạm được vào con nhện nó sẽ dễ dàng hơn. Khi mà nhện có khả năng đi xuyên địa hình, đi xuyên qua những cái cây, khi đó thì các hero khác sẽ phải luồn qua cây để có thể đi được. Vâng, Tihi anh ta cầm cho mình đó con Zakiro, đây là bài của team TNC rồi. Có một cái tango được vứt ở ngay trước trụ của bên phía team MVP, không hiểu để làm gì. Và nhện hết slot chăng? Chắc là bỏ ra linh tinh thôi. Thì bây giờ thì Bounty Hunter sẽ di chuyển vào, anh ta muốn săn gà thì phải. Nhưng mà con gà lại đưa đồ lên cho Darkseer cơ, khi mà QO anh ta khá tự tin ở đây. Với việc là đi với cả một hero có khả năng điều đam theo kiểu từng giây DPS như là Zakiro thì không được gì mà phải mang máu to lên quá sớm, khi mà cũng level đầu thì Zakiro chưa khả năng harass quá cao.
Bởi vì Forest mà người ta bắp Iron Shell bằng người con creep và rất là khó chịu. Khi con Darkseer là một con đi lên rất là khó chịu với cái Iron Shell của mình. Cả trong combat nữa thì nó cũng là một cái kỳ rất quan trọng. Như trận đấu trước thì VC Gaming Reborn họ đã với con Darkseer này đã có những cái combat thực sự rất tuyệt vời cho VC Gaming và đánh bại VC Gaming 2-0. Tìm gì? VC Reborn. À, VC Reborn là của FY đúng không? Yes. Còn bây giờ QO thì cũng sẽ đi cho mình đó là một cái đường lửa ở cái land mid này. Khi mà là, thậm chí là ông Zakiro này còn cắm cây ra, ông cắn cây để hồi máu luôn. Thì chắc chắn là không muốn vòng ra đằng sau để có thể sử dụng những cái cây đằng sau rồi, nên rất là mất thời gian và khi đó QO hoàn toàn có thể deny cũng như là hit được rất là nhiều creep ở cái land mid của Zakiro. Một cái chỉnh sửa rất là hay đến từ iSport khi mà người ta sử dụng, cho phép player sử dụng cái bao rau muống được mua trong shop để dùng tango lên. Khi đó thì player sẽ không phải di chuyển quá nhiều, nhất là những player ở mid không phải di chuyển quá nhiều. Vâng, có một tình huống mà Sunfly hai bên đánh nhau rất là ác liệt và Sunfly gần chết được Zakiro của Tihi rồi. Bây giờ QO có vẻ là hơi tấp máu và anh ta cần phải mang ra một bình máu to. Vâng, nhưng mà hiện giờ thì con BH lại không ở đây để có thể bắt gà của bên phía MVP. Harad là rất mạnh mẽ đến từ Zakiro ở vùng mid này. Cũng là đang có ý định ra bắt con gà mang bình máu to hay sao nhưng mà không được rồi. Nhưng mà gà đã mang ra đến nơi rồi, Darkseer còn ra đến tận đây để bảo kê con gà. Và những BH vẫn có thể đá được con gà này. Đá được con gà này thật. Giết được gà rồi. Và khá là nhiều tiền được đem lại cho TNC. QO cũng sẽ rất khó khăn để có thể đi được cái lane này trong khoảng thời gian sắp tới khi mà con Zakiro của TI anh ta chạm mức level 4 rồi. Với việc là level 4 và có đến 2 điểm vào Liquify cũng như 2 điểm vào cái Dual Breath thì hoàn toàn có thể harass rất nhiều vào máu của con Invoker. Khi mà những cái skill của Zakiro cooldown rất là ngắn cũng như là mana cost rất là ít và cái mana pool của con Zakiro lại khá là nhiều. Khả năng spam là kỳ liên miên luôn. Cắm Senchi đúng không? Cắm Senchi để block cam luôn. Biết được là Darkseer thì chuyển xuống dưới này để farm rồi. Nhưng mà Darkseer tại sao lại phải ngại trên top nhỉ? Boop Iron Cell farm cũng không có cái gì là đi đó quá nhiều. Phải chuyển về rừng để có để farm rừng để Iron Cell của mình. Nhưng mà rất tiếc là đã bị block cam đến từ BH. Tất cả những hero nào đi rừng thì có BH nó đều là counter gì đó rất là khó chịu. Với cái việc là bên phía team TNC họ có một cái đội hình như thế này thì khả năng gây khó chịu cho bên phía MVP là khá lớn khi mà những hero như là Bounty Hunter hay là Zakiro hoàn toàn có khả năng cai rất là nhiều những hero của MVP. Nhưng mà MVP họ lựa chọn một hero khá là hay, đó là Ember Spirit. Ember Spirit rất khó để có thể cai được khi mà anh ta có cho mình con đó là cái ulti bay nhảy trong combat là cực kỳ linh động. Nếu như cảm thấy với không thể tới được thì hoàn toàn MP anh ta có thể sử dụng cho mình một cái bóng Remnant đẩy lên sau đó tiếp cận đối thủ, không cần phải đi bộ vào để có thể bị slow cũng như là bị stun hay là những cái tình huống chọc vào cái Bounty Hunter nữa. Bounty Hunter di chuyển rất nhiều nhưng bây giờ level 1 ở phút thứ 4 rồi, cần phải lấy level sớm hơn con Bounty Hunter này, càng lấy được level sớm thì càng có lợi. Ở mid thì có vẻ như là QO vẫn có thể farm được nhưng mà bây giờ bao tiên cơ có. Vâng, vậy là QO thủ sẵn cho mình nó một điểm W rồi, đánh cực kỳ cẩn trọng. 3 điểm E, 1 điểm Q và đến 1 điểm W. Chắc chắn là phải cẩn thận rồi khi mà đi lane thì liên tục bị cầu máu đến từ con Zakiro. Mà đội hình của bên phía TNC lại còn có thêm cả một con BH nữa thì thôi tốt nhất là thủ một cái W đi. Vì không, nếu không thì với việc bị cầu máu nhiều như vậy, một cái chém nhảy đam thôi là Invoker hoàn toàn khả năng nằm xuống là rất cao. Và bên phía của team TNC, Zakiro cũng là một hero hơi khó bắt luôn. Vâng, chúng ta thử nhìn xem bây giờ Zakiro ở phút thứ 5 anh ta có được gần level 6 rồi và có được gần 1000 máu. 1000 máu với một cái Magic Wand và 4 armor thì khá là khó để đập chết con Zakiro này. 1000 máu không phải là chuyện đùa đâu đấy. Trong level 5 mà còn nhiều máu hơn cả một con Sven. Level 6 có một cái Magic Wand và 1000 máu rồi. Với việc là có từng này máu thì cái khả năng roam gank của Tuska là hơi bị khó. Khi mà Tuska lăn vào hoàn toàn có thể dính một cái Ice Pad.
Zagado hoàn toàn có thể quay đầu về và Icepad theo hướng chạy của mình. Sau đó thì nếu mà bên phía team MVP muốn đuổi theo, chắc chắn sẽ dẫm vào cái tình huống stun tiếp theo. Dubu di chuyển khá là nhiều, anh ta có level 4, gần đến level 5 rồi. Với việc di chuyển như thế này thì Dubu cũng đang kiếm được rất là nhiều XP, liên tục pull kem. Ở đây thì nhện, ô tiếp tục là con gà được up chim lên nhưng mà lại chết rồi. Thì có một tình huống lăn vào cũng như là bóc đường đến từ Phép Bi. Anh ta dựng cho mình cả một cái CZ ra nhưng khá khó để giết được con rồng này rồi. Và bây giờ sẽ là tình huống đổi gà lấy gà. Vâng, vậy là một con chó bắt chơi đã nằm xuống lấy con gà ở bên phía team MVP. Tiếp tục là team bị vây vào và một first blood rất là muộn ở phút thứ 6 dành cho QO. Rõ ràng là bên phía TNC họ lỗ hơn rồi khi mà con gà của TNC đang có 500 tiền ở trong người. Trong khi đó thì có con gà của MVP Phoenix thì họ đã làm xong cái nhiệm vụ chuyển đồ của mình rồi. Vâng, một tình huống mà lỗ hơn dành cho TNC khi mà họ chết cả mid player cũng như là chết mất một con gà đem đồ ra, khá là đáng tiếc dành cho TNC. Ở dưới các carry, hai carry của hai bên thì vẫn đang đi farm ổn định. Ở trên top thì Sven với chỉ số deny, last hit deny là 50-19. Deny rất tốt, control land cực kỳ tốt đến từ Sven. Và ở dưới bot thì đó là MP với con Ember Spirit 47-10. Deny thì không được tốt cho lắm nhưng farm là vẫn rất chuẩn. Đến từ MP và Invoker của mid thì là farm hơn so với ở Zakiro. Mặc dù dòng hai đầu này có một cái sự khó chịu là rất lớn, spam E cũng như là Q để cầu máu đối thủ rất nhiều. Ở so sánh với hai offlane thì bên phía của nhện với skill với một đàn nhện con cũng như là cái việc có mạng nhện, mặc dù đã được bị cắm Senshi khá nhiều nhưng mà vẫn có thể farm rừng được với đàn nhện và vẫn đang có một cái chỉ số farm là tốt hơn so với offlane đối phương. Darkseer mới chỉ có farm được 28 con mà thôi, trong khi đó thì nhện đã farm được cho mình đó là 38 creep. Thậm chí là nhện còn farm nhiều hơn cả solo mid Zakiro. Vâng, có anh em hỏi làm sao mà giọng mình thều thào, nó vừa ngủ dậy đi học về tranh thủ ngủ tầm 30 phút, thế là chả hiểu sao cổ họng nó cứ bị mắc mắc. Vâng ơi, phút thứ 8 rồi, mình vừa đi ra ngoài lấy cốc nước tráng miệng mà 2 phút trôi qua vẫn đang là không à, vẫn là 1-0. Nhưng về MVP có vẻ như là bên bật sang network đi, có vẻ như là bên phía TNC họ cầm chân đối thủ cũng rất là tốt, với một đội hình mà ganh sớm được như MVP như thế này. Và bên phía TNC vẫn đang giữ một cái tỷ số 1-0, thì có vẻ là họ đang tiến đến một cái late game, một cái mid game trước đi đã, một cái mid game khá là an toàn. Và bây giờ Sven có khá nhiều tiền rồi, sẽ là một tiếng smoke lên đến từ Fabi cũng như là Dubu. Nhìn thấy Sven rồi, Raven vẫn chạy đi đâu đây. Fabi vẫn dựng cả tường ra, Sunfire tất cả các kiểu, và Invoker của QO là người ăn được mạng với cái Sunfire của mình. Quá nhiều thứ để giết một con Sven nhưng điều đấy là cần thiết. Nhưng ở mid đã có khạc slow vào người của QO rồi. Nhện cắn là quá đau. Quá khó chịu tình huống vừa rồi với cái slow đến từ Zakiro cũng như một đàn nhện, và số con nhện này thì không thể là đếm được với một số lượng nó là quá đông. Như vậy thì việc QO phải nằm xuống cùng mid, Invoker trong tình huống đó thì có vẻ thì không kịp sử dụng tăng hình. Khi mà vừa bên phía của TNC cũng nắm bắt được tình hình rất tốt, khi mà thấy rằng là vừa đổi sang Sunstrike thì lập tức là ra gánh QO ở mid, và khi đó ulti chưa cooldown không thể bật được tăng hình được. Và một điều nữa là họ nhìn thấy hai support đang lên giết carry của mình rồi thì không dại gì, QO chắc chắn là sẽ không có đủ backup đâu, nên là họ chắc chắn là sẽ lao vào và có thể kết thúc được mạng của Invoker. Bây giờ thì Forex anh ta cũng trở nên khá xanh rồi, với việc là có cho mình cả giấy mana cũng như là Soaring, đang hướng đến một cái mê khan. Nó một con Darkseer như này thì cũng không tệ một chút nào khi mà vẫn hơn được cái lượng tiền của Zakiro. Zakiro đúc thẳng cho mình một cái trống, mà Sven thì sao, anh ta cố gắng lên cho mình một cái Yasa trước thì phải, lên hút máu power cheat rồi. Bây giờ sẽ là Yasa, nhìn thấy rồi, MD sử dụng cho mình một cái chém chói và có rune double damage.
Vâng, stun được một mình Forever thôi. Thì liên tục là slow, vâng, MP anh ấy vẫn chưa chém người. Thì có một điều gì đó ngăn cản MP hay sao? Vâng, sẽ là một chém cuối cùng đến từ Ember. Nhưng Ember vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ta tiếp tục vâng là đẩy bóng lên. Nhưng mình như là công ty cũng chói trượt. Vâng, chói trượt, vâng, không hiểu chói ai ở đây. MP phải hơi lung tung với con Ember này thì phải. Tình huống đó thì MP khá là ngại cái ultimate của Zakiro này không dí vào, nhưng ở đây thì chắc chắn lại chết rồi khi mà cái đội hình gánh của bên phía MVP với Tuska, với Darkseer, Muktok và với VS thì nó vẫn đang thực hiện khá là hiệu quả tình huống gánh lẻ của mình. Vâng, và với một con bounty hunter thì chả có cái khả năng gì để chạy ngoại trừ cái Invi cả. Invi gặp một cái đớt đến từ con Tuska là ngất luôn. Vâng, mang cả đớt đi theo rồi, cực kỳ cẩn trọng. Bây giờ tiếp tục là farm đến từ Sven thôi. Vâng, và bây giờ thì các bạn có thể thấy là bounty hunter level 5. Và trong cái tình huống mà level 5 mà gặp phải cái bộ ba ganker khủng kia của MVP thì chạy đằng trời, không thể nào chạy được tình huống đó. Bây giờ Darkseer lại di chuyển xuống vực bot và Boop Iron Cell farm thoải mái mà thôi. Lại tiếp tục smoke đến từ MVP Phoenix. Và top lại là khu vực mà họ hướng tới. Ở đây thì... À không phải, top đó là rừng, nhìn thấy được Sven rồi. Nhưng chặn tường hơi Sida đến từ Fabi và Ben đã có thể chạy về rồi. Nhưng kẻ chết thuê đó lại là BH. Hiểu là anh ấy không đi về, anh ấy lang thang làm gì. Và bên phía của Tuska luôn luôn cầm trong người một cái đớt. Bật đớt lên thì bye bye BH thôi. 5-1 dành cho bên phía MVP Phoenix. Và trụ 2 đang bị đẩy ở trên top, nhưng ở dưới bot thì nhện cũng đang làm nhiệm vụ đẩy trụ của mình. Với cái việc là con BH này càng ngày nó càng thọt, mãi chưa có level 6 bên phía TNC đang hơi khó để đánh rồi. Với việc là họ sẽ sử dụng BH để có thể check side được các thành viên bên phía MVP Phoenix và sử dụng con nhện để đi rát trụ cũng như là Zakiro thực hiện chiến thuật push của mình. Zakiro đang hướng đến một cái Veil Discord rồi. Thì bây giờ con BH nó đang dần trở nên là một gánh nặng cho TNC khi mà mãi phút thứ 12 vẫn chưa có level 6, chúng ta thử check có lượng level. Vâng, hai support của bên phía TNC vẫn đang ở level 5, chưa chạm nổi level 6 luôn. Ở dưới này có đánh nhau rồi khi mà Forest bên ta dựng cả một cái tường vây cầm vào, bật mecha lên. Nhện cũng đã bật ulti của mình và cả hai đều sẽ đi về thôi. Chỉ là trao đổi chiêu thức với nhau, không ai mất mạng cả khi mà Darkseer thời điểm này cũng đang rất cứng. Với việc là có 15 armor, vâng, 15 armor và 1k máu. Hoàn thành xong Mekhan rồi. Bây giờ thì con Darkseer, à không phải, con BH cần phải lấy cho mình được cái level 6. Ít nhất là phải level 6 đã. Cả Lion cũng như vậy. Không hiểu sao Lion bám len cùng với carry của mình lại thọt đến cái mức như thế. Bây giờ T bị lan vào, đừng chặn tường Sida nữa. Và ulti ra đến từ T, lượng đam là khá lớn đến từ đội hình, đến từ đội hình của MVP. Nhưng mà T vẫn chưa chết đấy. Vâng, có một tình huống nung đam ba bóng cuối cùng của MP và T nằm xuống rồi. Nhưng mà đây, Q bị trách vào, được swap quay về. BH có level 6 rồi, sẽ là một cái Q đến từ BH dưới tay, à, giết được con Vensus Speed. Bây giờ sẽ đuổi theo nhện, vâng, đuổi theo nhện nhưng mà nhện chạy nhanh quá, không có gì đuổi theo được rồi. Không thì phát hiện được rồi, con BH may quá có level 6 và cung cấp cho team mình một lượng tiền khá nhiều với hai cái check Q. Trong tình huống... Vâng, vậy là Ember ở đâu đó cũng đã kết thúc được tình huống mà Woodmother di chuyển hơi lỗi thì phải. Bây giờ tiếp tục là Sunshine. Nè Sunshine, táo. Vâng, cầu mong Roshan giết mình. Roshan, vâng, Roshan không nghe theo tiếng gọi của Winter rồi. Winter Small Sun. Nhưng mà Winter trong tình huống đó không attack Roshan thì hao tung Roshan làm sao mà đánh được Winter ở đây. Ít ra phải tung một đòn attack để mới cũng có hy vọng, chứ còn đây thậm chí là không attack luôn. Vâng, xanh quá. Bây giờ thì Forest anh ta sẽ hướng tới một giày giải rồi. Với việc là con Broodmother này sẽ có một Orchid. Một cái Orchid rất là sớm thôi. Khi một cái Guardian Grip dành cho Forest, một con Darkseer thời điểm này là cực kỳ hợp lý. Với một cái giày Guardian Grip, anh ta hoàn toàn có thể giải Silent và có cái tình huống combo đặt tường, là vây cầm đặt tường cực kỳ chính xác dành cho QO cũng như các thành viên còn lại combo. Bây giờ thì put vào trụ bot đến từ bên phía MVP, tỷ số đang là 8-3, rất cần một cái 10 kill dành cho MVP rồi. Vâng, đã có những lúc mà khoảng lượng tiền tranh về bên phía TNC 2.000 tiền và đến 2.000 kinh nghiệm rồi, nhưng họ vẫn chưa tận dụng được. Và đến thời điểm này thì họ bị MVP gỡ lại 2.000 tiền rồi, chênh lệch bây giờ bằng 0. QO
lực cút của bên phía MVP cũng là khá mạnh với Invoker theo đường QE và cả con Darkseer nữa, hoàn toàn có thể buff Iron Cell lên cho con creep để nó chặn cái turn creep kia của đối phương lại. Thậm chí là có cả VS với việc là có 3 điểm vào cái skill 2 của Terror trừ giáp của creep và đối thủ điểm, cũng như là 1 điểm vào cái aura tăng dam rồi. QO vâng, anh ta được hưởng rất nhiều lợi thế từ con VS này. Trong đam của QO vừa nãy bật một cái Alacrity lên mà lên đến tận 200 đam và đánh bây giờ smoke ra rồi, stun vào. Nhưng Vacuum đặt tường là tốt. Vacuum có tình huống stun được 3 người, bây giờ sẽ lùi về rồi MP. Em và Raven, Raven đi quá xa rồi, chém chói và thả ulti ra đến từ T là có vẻ không xi nhê gì. Vâng, lôi theo Dubu, stun được 2 người lên là MP di chuyển lên. Có bài bách ra đến từ Sven không? Bài bách đến từ Sven hình như không có rồi, tiếp tục là I spend được 3 người. QO có vẻ là hơi đi lố rồi. Tạm một tình huống Finger of Death kết thúc được mạng của Tuska. Bây giờ Fordep sẽ phải di chuyển về, anh ta có dây giải không? Sẽ có 18 giây với một cái Guardian Whip, nhưng mà liệu có thể với tới được? Và một tình huống toss nữa thôi. Thôi sao, Fordep sẽ làm một check kill dành cho TNC. Và MP nên cẩn thận. Anh ta có một cái thả bóng nhưng chém chó được hai người. Nhưng MP vâng, vậy là cái flame guard block được, vẫn có thể chạy được. Và TP thành công hay không? TP thành công rồi. 9-5. Một tích tắc nữa thôi là cái iPass nó sẽ đến được người của MP. Nhưng mà không, MP đã tính toán, có lẽ là người cũng tính toán khá cẩn thận trước khi TP về. Bây giờ tiếp tục stack cam để cho Sven có thể có cái lượng farm cần thiết. Nhưng mà bây giờ còn là Invoker nó lại đang vượt network so với Sven rồi. What? Lên cái gì đấy? À, lên gậy xanh. Vâng, một gậy xanh được lên khá sớm này cho Invoker của QO. Raven mặc dù anh ta có cái lượng đam vật lý rất là lớn nhưng mà khả năng chống chịu đam phép vẫn chưa thực sự là quá nhiều với việc là có được 1700 máu và không hề có BKB. Tiếp tục là smoke lên đến từ Febby cũng như là Dubu, lại lăn vào Raven rồi. Raven bật cho mình đó là một cái giáp lên, Sunstrike vào. Vâng, sẽ là stun vào Febby. Ai chết đây? Swap được ra. QO, QO bị stun vào đến từ Icebet rồi, chém với Raven là rất đau. Bật 3 điểm đam lý lên để chạy nhanh hơn, sẽ là bỏ cuộc. Nhưng ở đằng sau Daxia đã bị lẩu đến từ BS cũng như là nhện rồi. MP cần phải lui về, MP đặt bóng lui về. Tiếp tục là Zakido tiếp lấy được mạng của Vengeful Spirit. Một thứ ngon ganh hơi fail đến MVP khi mà họ không lấy được mạng của Sven. Trong khi đó thì bỏ lại hai người của mình. 9-7 vẫn là nghiêng về bên phía team MVP. Có thể nói trong combat vừa rồi Sven đã quá cứng khi mà qua được turn dam đầu tiên đến từ MVP Phoenix. Và sau đó thì đó một tình huống swap hơi bóp đến từ VS, mà không phải hơi bóp đâu, thậm chí là pha swap đó đã khiến cho QO bị Sven chém cho đến gần chết. Và VS sau đó thì phải ở lại câu kéo thời gian cho Kelly để đi về mà thôi, nên là anh ấy phải nằm xuống. Và không nên có những tình huống như thế này từ bên phía MVP. Tại sao? Tại vì thứ nhất, con rồng càng ngày nó sẽ càng khỏe lên, với cái VS Discord bây giờ có gậy xanh nữa thì cũng sẽ rất là khủng khiếp. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là check kill đến từ BH là cực kỳ nguy hiểm. Những cái check kill mang về cho bên phía TNC rất nhiều tiền, mà chúng ta nhìn xem. Từ con BH mà ở phút thứ 12 anh ta còn chẳng có ở level 6, bây giờ chỉ sau những cái check kill thôi thì anh ta đã vượt network so với 3 support còn lại rồi và đã chạm gần đến network của player Dimit bên phía team mình. Gần có một cái mechan rồi. Nhắc đến check kill vậy nhớ đến trận Na'Vi gặp EG game 3, cũng là một con BH rất là thọt. Sau đó khi mà có được level 6 liên cục có những cái check kill thì EG đã có một cái trận đấu mà thọt ở giai đoạn early nhưng lại lật ở giai đoạn mid game. Bây giờ liên tục là di chuyển vào rừng để farm đấy, từ nhận anh ta lên cho mình với giày face chứ không phải là đi giày thường hay giày bay. Và cầm tiếp là một bông hoa lan đúng không? Orchid là hoa lan máu để có thể bịt mồm các thành viên ở bên phía MVP, nhất là QO. QO bây giờ không có một cái gậy lốc hay là BKB hoặc là Linken thì khá là khó để có thể tránh được Orchid này. Hoàn toàn nhện có thể hoàn toàn chọn Invoker là mục tiêu hoặc là Ember Spirit, bỏ qua Darkseer này cũng được. Darkseer nếu Vacuum đặt tường nhưng không có follow up đến từ các skill còn lại của đồng đội thì cũng khá là khó. Kiểu có Vacuum đặt tường đẹp đến mấy thì cũng rất khó đánh. Mecha được lên dành cho Bounty Hunter và một cái Battle Fury được cầm trên tay của MP ở phút thứ 19 rồi. Vâng, smoke đến từ bên phía TNC nhưng có vẻ như là bên phía MVP họ cũng đang rất cẩn trọng. Nhưng nhìn thấy nhau hay không?
Nhìn thấy nhau rồi, sẽ đụng độ vào, hack vào người QO. Stun qua đấy, của Ice Man được 3 người, tiếp tục stun đến The Lion. Và Finger of Death chết bù bù rồi. Vậy cường ra nhưng không có tường. Bây giờ mới có tường, chém trò đến từ MP là không đủ for ép cần vậy đối về. Nhưng vẫn làm sao lùi về được đây. Khi một cái lượng slow đến từ bên phía team MVP, à đến từ TNC làm cho MVP không thể nào mà đi được. Không nói đến chạy mà đi cũng không xong. Có bát vừa rồi thì cũng có một phần lỗi, đó là của QO khi mà cái blast của anh ấy không thực sự chính xác. Nhưng mà trong tình huống đó thì đã vừa có smoke nhưng mà Lion vừa có được một cái rune in vi cho việc lên và hack vào mặt của QO từ rất sớm, khiến cho combat của MVP khá là khó đánh với việc mà có Ice Path 3 cũng như là một cái Ravage đến từ Lion. Vâng, một cái stun, một cái Aspire như Ravage luôn. Và một cả một cái khạc băng, một cái Ice Path gọi là cực kỳ đẹp, dọn cỗ cho các thành viên còn lại, một cái Ice Path. Vâng, bây giờ tôi đã hiểu tại sao cái con Zakiro này nó được đưa vào cái lab trận đấu này rồi. Khi mà có những con Ice Path như thế thì Sven chỉ cần đứng và quạt thôi, không cần phải làm gì khác nữa. Một cái Ice Path có thể chia đôi đội hình của MVP ra và khiến cho MVP không thể phối hợp với nhau như mơ được. Vâng, là có tình huống lag đến từ MVP rồi. Đó có phải như là lý do tại sao mà họ liên tục fail trong hai combat vừa rồi. Vâng, ping lên đến 170 hay 190 thì phải. Vâng, cũng có một cái bài phỏng vấn gần đây, phỏng vấn các thành viên MVP Phoenix, và họ nói rằng họ liên tục trên vào khoảng tầm từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Họ đánh rank vào 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng bởi vì server họ ở Hàn Quốc thì server đỡ lag nhất và vào thời điểm đó. Sau đó thì họ tiếp tục scream với các team khác vào khoảng tầm 3 giờ chiều. 3 giờ chiều thì nó rơi khoảng tầm 100 ping đến 120 ping, nhưng mà MVP họ vẫn có thể trên được. Còn khi đánh rank vào nửa đêm như thế thì rơi khoảng tầm 100 ping, nhưng mà các anh chàng Hàn Quốc của mình vẫn có thể vượt qua được. Và đánh ở server Trung Quốc nhưng mà vẫn leo lên 8k rank, và có đến 3 thành viên 8k rank thì phải. Rất là chai hát. Độ chai hát thì người Hàn Quốc chắc là vô địch rồi, bất cứ game nào cũng thế thôi. TNC cũng là một hiện tượng khá là gọi là gì nhỉ, từ cái đợt mà vòng loại của The International năm 2015 thì họ cũng là một hiện tượng khi mà họ liên tục đánh đâu thắng đó ở khu vực C, liên tục đả bại các team ở khu vực C và gần như giành được một vé đi The International rồi. Nhưng mà trong những cái giờ phút quyết định thì họ lại bại dưới tay của Mineski, và Mineski cũng tạo được rất là nhiều bất ngờ trong mùa TI vừa rồi, nếu như anh em có xem nhỉ. Đó là pick cho mình combo Huska và còn Dazo, sau đó thì rep cho Ehome 2-0, rất là bất ngờ. Pause game khá là lâu, đã connect được rồi. Hy vọng là các thành viên bên phía MVP không bị lag nữa. Còn nếu mà lag thì hoàn toàn có thể chuyển sang studio của ESV đánh. Và bây giờ bọn tôi ngồi đây có 79 ping thôi, các anh cứ việc sang đây, sẽ có 5 máy cho các anh chơi. Vâng, có resume game rồi. Và chết 6 mạng, à chết 3 mạng như vừa rồi thì có một tình huống lật lên 6 mạng liên tục dành cho TNC. Từ tỷ số là 8-4, từ tỷ số 8-4 họ bây giờ là 9-10. Họ lật 6 mạng liên tiếp, đã có tình huống 8-2 rồi lên 8-4, sau đó là lên đến 8-10, à 9-10. Lật kèo mà kêu cực kỳ bất ngờ đến từ TNC, không ai ngờ được. Bây giờ sẽ là chém chói và tiếp tục là lan dài lên Pep đi, nhưng mà một tình huống Ice Path để cản MP lại, Raven lại đi hơi bị xa rồi. Thì ông Sven này sao tự tin đến như vậy, thả bóng là chính xác đến từ MP nhưng anh ta bị bịt mồm lại. Thì vậy liệu có chạy được không, một MP chạy rất khéo, chạy lên cả trước đối phương luôn, sẽ là thả bóng về được, thả bóng về nào. Vâng, bây giờ không thả bóng về, anh ta sẽ nằm xuống rồi, nhưng mà đổi được mạng của Sven cũng như là Bookmaster. Ở đằng sau VS cũng đã bị giặc, à cũng bị bao tiền tới kết thúc rồi, nhưng mà Zakiro ở đây không thể nào chạy được. Vâng, có một cái Isaac Fabi, không hiểu trận này có mắc bao. Vâng, Fabi, cái con Tuska của Fabi ấy thì tôi nói thật là nó cứ dị kiểu gì, lúc nào cũng mắc 3, không bao giờ mắc 1 như tôi luôn. Tôi lúc nào mắc 1-2 mà chỉ lên một điểm 3, level 4 thôi. Nhưng mà ông Fabi này đúng là Gosu người Hàn, họ có những cái suy nghĩ không thể nào hiểu được. Đưa PL ra mid hay là đánh combo OD Mirana khó chịu, bây giờ đến cả một con Tuska cũng trước tôi được xem mắc 3, hôm nay lại mắc 3. Mắc 3 cũng rất là hay với việc là slow được attack speed của Sven rất là nhiều khi mà Sven không có BKB. Lên kiểu này cũng được, mặc dù cái lượng burst dam là không quá lớn, nhưng mà gây khó chịu thì cũng rất là cao.
Bởi vì người Hàn có những cái suy nghĩ nó rất là khác người nên họ mới có thể vô địch được Dota Pit vừa rồi. Vâng, mà họ khá là đội có thể ít khá là ít đội có thể bắt bài được MVP Phoenix của nó vừa rồi. Họ mới có thể lên ngôi vô địch được. Vâng, một cái dagger được lên cho Bookmaster. Cũng là một cái dagger được lên dành cho Lion rồi, và một cái dagger bây giờ sẽ là blink thẳng ra đằng sau để cắn những con support đằng sau rồi. Có vẻ như là muốn êm chết những con support khi mà cảm thấy được Tuska cũng như là Vest là hai support rất khó chịu. Bây giờ sẽ di chuyển vào đến từ những con nhện con, bật giáp lên và Sven lại một lần nữa, anh ta di chuyển quá tự tin, vây tùm lên đồi, đặt một cái tường lên và sẽ là stun và di chuyển về. Làm gì được kill out và bây giờ thì Beat sẽ là người chết đầu tiên. Là chàng Beat vẫn chưa bị giết, Forest đã nằm xuống, MP đang dí lên, nhưng mà bây giờ thì với một cái iPad đã chặn được đường của Beat của MP rồi. Và Swap được kill out lại, lốc lên, có chém chém chắc là đu buôn không đây, tiếp tục là stun sẽ là chém chói, nhưng mà MP không thể nào cản được bước tiến của TNC rồi. Tiếp tục quay lại chói được con Sven này lại, nhưng mà tại sao Sven nó lại đi xuống dưới đồi được nhở? Ai cho tôi một lý do đi, ai mang Sven này xuống dưới đồi vậy? Hay là một tiếng TP vào trụ và lại chạy bộ ra, trong nhà chạy ra thì khá là lâu, mà không hiểu sao cái con Sven này nó có thể đi được xuống dưới đồi. Con Sofari Cap đó là 1.300 tiền dành cho bệnh viện TNC, tiếp tục là đến 5 lần check. Chính xác là có TP về kìa kìa. À, có TP về. Và bây giờ nhìn thấy BH rồi, Sunshine có là đủ không? Và một đệ chặn trước, một đệ chặn sau là đủ. Chém chói trượt đến MP không sao, vẫn còn một tiếng đổ bóng cũng như là Defending Blast đến QO. Bằng cách nào mà bỗng dưng QO lại có một con đệ đứng ở trước đầu này? Tức là kiểu gọi là cài những viên vào đứng do thám ở đấy, kiểu đứng cắm dễ, gọi là gì nhỉ, gọi là trà trộn vào đội hình đối phương khoảng tầm 30 năm, sau đó thì lộ mặt ra mình là kiểu spy và bắn chết được Lion. Không hiểu tại sao con đệ nó đứng đấy bao nhiêu lâu. 15-14 dành cho MVP và Roshan dành cho QO. Có lẽ là cái mega kill của QO nó sẽ còn kéo dài dài nữa khi mà anh ấy đang cầm Roshan rồi. Dây bay cho MP với con Ember Spirit là một cái Fury cũng như là một cái nhảy đàm nữa, nhưng mà dây bay và Fury có thể thoát được hay không? Vâng, có Hashtag rất may dành cho bên phía của MP trong tình huống vừa rồi, bị silent nhưng lại có rune hết. Và một cái Crystallis lên khá sớm dành cho MP, anh ta muốn burst down vật lý để chết được các thành viên bên phía TNC rồi, nhưng mà liệu có là hợp lý không khi mà ở đây một cái Warcry của Sven bắp những cái armor lên dành cho các đồng đội là rất nhiều, nên suy nghĩ lại. Bây giờ MP suy nghĩ lại thì chắc là cũng không hơi muộn rồi, không kịp nữa rồi. Anh ta hoàn toàn có thể lên một cái Lincoln để có thể đỡ được những tình huống stun hay là finger hay là silent cũng như là trách chủng các kiểu. Bên phía TNC rất là nhiều skill target lên một cái Lincoln là hoàn toàn phù hợp, không sao. Tư duy của anh ta là chém một phát đội hình bên kia chết hết luôn, không phải sờ tan cho tùng cả. Blink lên lock combo à, nhưng mà tự lock mình lên đến từ Ti Hi. Vâng, sẽ là lùi vào trong nhà thôi khi mà các đồng đội cũng đã di chuyển ra ngoài này rồi. Chém chói vẫn là trượt đến từ MP, bây giờ bị bịt mồm vào và sẽ lao lên đến từ nhẹ ở đằng sau thì stun và kill out. Kill out còn Roshan. Vâng, tại sao lại swap kill out vào khi kill out vẫn còn Roshan? Bây giờ thì kill out anh ta sẽ hồi sinh ở một cái vị trí mà chẳng ai muốn cả. Kill out cần phải lùi về, vẫn bật tàng hình lên nhưng bị trách rồi. Tiếp tục là bật 3 điểm W lên, vậy cần là tiền là 3 người, nhưng liệu có follow hay không đây? Vẫn là một cái tornado lên dành cho bên phía QO, nhưng mà thôi xong rồi, Sun cũng như là Check sẽ là bay theo. Tiếp tục một Ravage đến từ Lion và cả một cái Ice Bath nữa. Bên phía TNC họ có một đếp thành công và 4 người của MVP lên bảng đếm số. Không những đếp thành công mà họ còn có được một cục gem đến từ bên phía của MVP nữa. Không rõ là ai làm rơi trong tình huống vừa rồi, thì rõ ràng là một lỗi đến từ QO khi mà anh ấy blink lên giữa đội hình đối phương, và sau đó thì bị disable rất rất nhiều, mất Roshan và thậm chí là còn khiến cho VS swap vào và chết ngay trong đội hình của TNC nữa. Là tiếp tục là ba cái check kill dành cho TNC và họ lại úi trời ơi trông này, check được ba cái mà lên 3k2 tiền. Oh my god. Còn Tihi, những cái tình huống stun rất khó chịu của con Zakiro này. Bài tủ của TNC là đây rồi. Một cái Ice Pad làm cho bên phía MVP muốn tiến không được mà muốn lùi cũng chẳng xong.
tiến thoái lưỡng nam. Lưỡng nam đúng chứ không phải lưỡng nam. Bây giờ sẽ là stack. Raven farm rất là hì hụi từ đến giờ, có BKB rồi, khả năng ra vào combat là thoải mái hơn. Mà đã bảo con em bờ này phải lên cho mình một cái Lincoln mà. Tại sao Lincoln thực ra vẫn bị phá bởi cái phun độc thôi. Tốt nhất là lên một cái BKB. Trận này lên BKB là hay nhất. Ai lên BKB cũng là hay. Còn bây giờ Kibo nên lên BKB đi. Anh ta sẽ hướng đến gậy lốc. Gậy lốc giải Silent cũng là ok. Nhưng mà các skill khác của bên phía TNC cũng khá là khó để né được. Với việc là thắng combat như vừa rồi thì con Groupmaster cũng khá là giàu. Bây giờ sẽ là đúc thẳng lên một cái BKB trước. Vâng, rồng có Land và BH có Fox Staff. Bây giờ bên phía team TNC Land nó chênh lệch, họ đã kéo về đến hơn 7.500 tiền rồi. MVP nên cẩn thận, XP thì không có quá nhiều. Nhưng mà về lượng tiền thì có con BH có khác. Đúng là BH cộng với cả đội hình đánh nhau, đội hình như này cực kỳ có lợi. Còn có một đàn nhện ở đây và Forep anh ta sẽ lẩu hết rồi hay không? Tiếp tục là chạy theo một dí nhện, có thêm con chém đến từ cả MP để hỗ trợ nữa. Vâng, Lion đang là người cầm game cho bên phía TNC và bây giờ thì họ smoke. Smoke đi đâu đây khi mà Roshan không có, có lẽ là xuống một bot để bắt MP chăng, nhưng mà MP có giày bay, có bóng. Họ sẽ vòng đi đâu đấy, đi tìm đúng hướng rồi chăng, nhưng mà người chết trước lại là BH. Một stun vào combo đến từ Invoker, nhưng Invoker cũng sẽ phải nằm xuống mà thôi, với một cái Orcus. Và bây giờ thì QO cũng đã phải nằm, Orcus bắt buộc khiến cho Invoker phải tự lốc mình lên. Và khi mà đáp xuống đất thì đã có sẵn 3 người của bên phía của TNC với rất nhiều stun, và đó là một tình huống mà smoke thành công. Mặc dù đổi lại mạng BH thì nó không đáng là gì với hai mạng giành được của TNC. Vâng, một tình huống di chuyển hơi lôi đến từ QO khi mà anh ta hoàn toàn không thể chuyển về sau khi đã lock được 2 đến 3 thành viên của TNC lên và mặc cho VS chết đó được. Nhưng một tình huống anh hùng hiệp nghĩa có vẻ là không đúng thời điểm cho lắm, làm cho QO cũng đã phải dắt tay đu bu lên bảng điểm số. Bây giờ dựng một cái tường ra một cách rất là bất đắc dĩ đến từ Forest để có thể đép được. Và vâng, bên phía MVP họ có một cái ward đến tận đây. Tôi không hiểu là cái ward này để bắt ai, chắc là bắt con nhẹ. Nhưng mà ward cao đến cái mức này, lượng sai được cung cấp từ cái ward này là như nào? Vâng. À, lượng sai được cung cấp từ ward này cũng là khá lớn đấy, trông như vậy thôi. Ward này có lẽ là chỉ tránh người bởi tóm thôi. Cái ward này là cung cấp một lượng size khá là ổn định trong nhà của bên phía team TNC đấy. Mặc dù không bằng những cái ward ở rìa này thôi, nhưng mà cái ward đó cũng cung cấp rất là nhiều thông tin. Bây giờ thì Ember bị rượt theo đến từ BH một cái trách thôi. Ember suy nghĩ lên gì đây? Vâng, thôi đã nói rồi, tức là nên lên một Lincoln đi. Hoặc là bây giờ tầm này thích trâu chó hơn nữa thì lên một cái Arscadi cũng là tởm luôn. TNC hoàn toàn có thể câu kéo trận đấu này lâu hơn một chút để cho Sven cũng như là nhẹ có đầy đủ những lượng item tiếp theo, AC hay là Crystallite hay là Daedalus. Sau đó thì lao thẳng vào nhà, cắn nhà thôi, chả việc gì đánh nhau cả. Bây giờ các thành viên bên phía team MVP thọ hơn khá là nhiều lượng tiền rồi. Trong một VS của Dubu đúng là sắp bàn máu khác. Bây giờ thì Raven nhìn thấy ổ sụt. À, chặn đường này là hay luôn. Tôi cứ tưởng chặn đường bóp. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tuyệt vời với bộ tập support đến từ MVP Phoenix. Thế nhưng mà bây giờ thì BH fork lên cũng chỉ là check mà thôi, check để lấy sai mà thôi. Trong khi đó trước đó thì nhẹ cũng đã có một cái BKB dành cho mình. Wow, một tình huống mà người tung người hứng, nâng như nâng trứng mà hứng thì cũng như hứng hoa. May quá Dubu cành hoa vẫn chưa bị dập liễu. Bây giờ sẽ là TP lên đến từ MP và không thể bắt được TP rồi. Khi mà TP anh đang có thể hoàn toàn nhìn thấy cái TP lên con creep vừa rồi, sẽ là lui về ngay. Một tình huống phối hợp rất là chuẩn chỉ đến MVP. Không biết là họ đã tập cái bài này bao nhiêu lần rồi, hay là trong tình huống bất đắc dĩ như vậy có cái tình huống xử lý nó ngẫu hứng thôi. Kỹ năng cá nhân đây, quyết định bởi kỹ năng cá nhân. Vâng, vậy là sẽ lên một cái Arscadi dành cho Ember, cũng là nghe theo sự gợi ý của tôi. Ok, cố lên, nghe theo gợi ý của tôi mà thắng thì tôi cũng rất là vui. Bây giờ thì MP vẫn cố gắng để có thể harass được vào Raven, nhưng mà Raven trâu lắm rồi, có cho mình 18 giáp. Chưa hú Warcry lên, hú Warcry lên, đó là 38 giáp. Nên nghĩ lại, đụng một con Sven ở thời điểm này với những cái đam vật lý là nên nghĩ lại, cần có những đợt burst damage magic nhiều hơn.
Forep lên cả Blinnager cũng như là Forstaff để cứu đồng đội cũng như là ra vào combat một cách thuận lợi hơn rồi. Và khả năng cao là cái lượng item này của Forep sẽ được duy trì trong khoảng tầm 10 phút nữa khi mà Taxia tầm này farm rất là chậm hơn rất là nhiều. Cùng với đó là một cái tình huống đánh nhau sẽ đem lại cho Taxia lượng tiền nhiều hơn, nhưng bây giờ thì MVP họ sẽ phải né đánh nhau rất là nhiều. Đánh nhau với TNC thời điểm này là không thực sự hợp lý lắm khi mà bây giờ úi dồi ôi, con rồng này nó xanh quá, nhìn thấy BH rồi, giết BH sẽ là một tình huống kỳ chủ chốt trong tình huống này, nhưng mà vẫn chưa giết được, đặt tường cũng như là bên cầm được hai người, Forep cầm một lưới về, nhưng mà trong cái lượng đam đến từ bên phía team TNC nó là quá tởm lợm. Một cái veo, MP bị stun, bị khóa mồm, bị chém, bị núp đam vào và chết. Phép B và Dobo lại bỏ nhau ở đây rồi, ba mạng lại nằm xuống. Bây giờ thì QO cố gắng đáp được trụ top. Bên phía TNC muốn ăn trụ hay muốn ăn Roshan đây? Sẽ là lock được dòng băng lên, nhưng mà có một sự di chuyển về ngay đến từ con nhện này, và vậy sẽ rất là một bắt vào người QO. QO QO nên cẩn thận, mà không có gì cancel TP rồi. Sven và Lion thì hoàn toàn có thể solo Roshan, nhất là con Sven này đấm một mình được, chẳng cần phải con Lion. Đã có một tình huống kiểu rất hay ông pha của ba trong rừng vừa rồi, khi mà những cái high spot luôn là rất khó chịu đứng giữa đội hình của MVP. MVP không thể động đậy được, không thể cựa quậy ở trong cái high spot đó. Vẫn cần phải lên BKB ngay nếu như bên phía MVP không muốn ăn những lượng đam quá nhiều đến từ về Discord cũng như là và thu phục con đệ của Evo. Tôi chỉ tưởng là TP vào để info, ông nào TP láo thế. Nhưng mà họ không muốn ăn những cái lượng damage quá nhiều trong combat thì nên lên BKB đi. Sẽ là lốc được hai người lên và là một cái MP ra, nhưng mà Kyo lại bị đặt một cái tình huống ice pet rồi. Dubu lại chết thay, trông khổ thân quá, nhưng mà Dubu chết thay thì Kyo cũng không chạy được. Dubu chết thay thì Kyo cũng vẫn phải mình về được. Có chạy được không đây, khi BKB được bật lên đến từ nhện rồi. Phép đi sẽ là người thế mạng. Vâng, diễn viên đóng thế luôn luôn là những người đóng cái thạch cảnh nguy hiểm dành cho diễn viên chính, nhưng mà diễn viên chính anh ta vẫn muốn đóng cảnh nguy hiểm đây, đó là MP. Vâng, một cái Divinity Blast của QO vẫn không giải quyết được quá nhiều vấn đề, MP vẫn phải lên bảng điểm số thôi. Thậm chí là hết combat mà Vaku và đập tường vẫn chưa sử dụng, nó vẫn lại bị lock lên rồi. Sẽ là 4 cái check kill, 4 cái check kill dành cho bên phía team TNC hay không? Có thể là 5 cái check kill thì họ muốn luôn. Nào, vẫn là 4 cái check kill rồi. Vâng, vẫn có thể sàn xoài chết lại hôm này, vẫn quá ai đến từ QO. QO xử lý cực kỳ tỉnh táo, nhưng sẽ là 4 cái check kill dành cho MVP, dành cho TNC. MVP hứng chịu quá nhiều lượng đam, quá nhiều tiền được dành cho TNC rồi, vâng, hơn 12k nên muộn rồi. Trong tình huống đó thì Epoch chắc là về gần đến nhà để đánh, cho nên là tỉnh táo bình tĩnh để sàn xoài cũng là điều bình thường thôi. Tiếp tục. Nhưng mà QO lại đánh láo rồi, QO ơi. Mua một Otterin Core nhưng bây giờ chạy đi đâu nào? Đố chạy được luôn này. Thằng Nipping Bass tạo skill làm gì khi mà có Orchid cũng như là một cái gem và cả một cái trách luôn. Nào, chạy đi đâu đây? Chạy hộ. Cố gắng này, câu kéo thời gian, một giây nữa sẽ có lock. Sẽ có lock, lock được 3 người. Sẽ là tự chạy được hay không đây? Blink được hay không? Vẫn tự lock mình lên. Blink. Vâng, sẽ là Blink được, nhưng mà Blink thế này thì có vẻ là hơi ngắn mà vẫn là chạy được. Tuyệt vời. QO vẫn đang cố gắng câu kéo thời gian cho các đồng đội của mình hồi sinh ra. Và rất là rất tự tin đến từ QO. Rất tự tin và tỏ ra là rất chính xác nữa trong tình huống xử lý của mình. Không phải tự nhiên mà dám đi vào phá Roshan vừa rồi. Và anh ấy đã có, chắc là trong đầu cũng đã có những cái phương án để tẩu thoát rồi. Trong tình huống đó nếu là mình thì mình sẽ blink ngược lại để có thể gì đó đánh lừa bên phía TNC, mà nhưng mà QO thì mình như là một player, không phải một player 3k. Bây giờ đánh nhau Roshan, Dubu lại tiếp tục sẽ là người chết khi mà MVP cũng nằm xuống luôn. Một cái aspect lại tiếp tục chuẩn xác, và bây giờ MVP họ đang làm cái gì đây? Forep tiếp tục là check kill rồi, Fabby cũng sẽ lại làm một cái check kill nữa. Chưa hiểu, bốn ngay check kill. MVP nó đang làm gì thế này? Tại sao mà họ lại đào con Roshan như thế này? Sao họ nghĩ là bây giờ bên phía TNC sẽ là lui về để bắt QO cũng như là đép trụ nên là sẽ không ăn Roshan đâu, nhưng mà ai ngờ một tiếng vây cầm đặt tường cũng khá là chính xác, hai người lên trên đồi, nhưng mà từng đó là không đủ
khi mà những cái Fogstar cũng được lên ở bên phía TNC, hoàn toàn họ có thể đẩy được đội xuống lùi được. Bây giờ là lốc của Tihi lên và combo được vào Kyo. Kyo có thể tự lốc mình lên, nhưng mà không, anh ta sẽ tạo luôn một cái tàng hình và chạy cho nó nhanh. Thậm chí là những cái skill đến từ con rồng hai đầu kia nó là rất khó chịu khi mà nó khiến cho Kyo không thể sử dụng blink mình được. Bây giờ TNC họ dẫn quá nhiều lợi thế rồi, lượng tiền lên đến gần 20.000, XP là 14.000. Trông có vẻ khó khăn cho MVP, mặc dù là Kyo đánh cực kỳ hay rồi. Bây giờ thì chưa thể nói được điều gì, bởi vì Ember cũng là một hero dev rất là khỏe. Chúng ta kiểm tra thêm mức độ Ember đến thời điểm này vẫn có một cái Amskadi, một Crystalis cũng như là Battle Fury rồi. Hoàn toàn có thể gây khó chịu cho TNC ở những cái tình huống push high ground cũng như là đập tường và bay cầm của Daxia, chưa thể nói được bất kỳ điều gì cả. Khi mà bên phía TNC họ đánh có mắt tổng cũng hơi chùn một chút khi mà có BH. Và bên kia có Daxia nữa. Bên kia có Daxia rất là dễ phá combat. Tuy nhiên nhìn về lượng trụ thì rõ ràng là hơn tiền rất nhiều, nhưng mà TNC lại đang thua trụ so với cả MVP. Khi mà những hero của MVP Phoenix họ có khả năng rát trụ là cực tốt, mặc dù bên kia cũng có nhẹ rát trụ là tốt, nhưng mà bên phía TNC họ vẫn chưa vào một tình huống mà blink rất nhanh tay đến từ QO. Lion vừa mới ló mặt lên với một cái blink thì QO ngay tức cũng bấm blink của mình và chạy thoát. Vâng, họ sẽ là bỏ cái trụ 3 ở mid hoặc là bỏ một lên luôn để có thể hỗ trợ cho MP đẩy trụ ở trên này. MP bật cho mình giáp lửa lên rồi, và khả năng là 30 giây nữa anh đang rất khó để đẹp trụ này bật fortify lên làm tất cả mọi thứ. Dumo cũng sẽ ra xin chết, lại là một cái trách kill dành cho TNC bằng QO. Deepening Blast bằng ta level 22 rồi, nhưng mà có vây cần đặt được 4 người bật PKB lên, nhưng mà liệu có đủ hay không. Đây QO tiếp tục bị dính vào Icepad rồi, và tình huống này QO khá là khó để chạy, nhưng QO có buyback. QO có buyback sẽ là buyback ra. MP rap được Rack ở trên top rồi, Rack ở mid của bên phía MVP vẫn chưa sập. QO lại một lần nữa bị quá mồm, lốc mình lên, lên về không, lại một lần nữa chạm Icepad rồi. Cứu rất hay đấy MVP, Snowball cứu rất hay, nhưng bây giờ QO có đánh ra ngoài được. 3 MP trở lại rồi, tiếp tục đánh combat thành công. Dev vẫn đang là được đến từ bên phía MVP, và bây giờ sẽ là một tình huống mà họ lật kèo hay không đây. Chém chết được 3 thành viên của TNC cũng như là ăn được một rack ở trên top rồi, rất thành công. Chỉ cần một tình huống bay rack ra đến từ QO thôi, đánh tính toán cực kỳ chuẩn khi mà để cho Ember Spirit của MP rack được trụ top. Sau đó các thành viên còn lại sẽ đẹp một tình huống ra xin chết của VS của Rumu, cũng là một tình huống nằm trong kế hoạch rồi. Xem trận đấu này thì cảm thấy là hơi thương thanh niên Dumu một chút, liên tục là phải nằm xuống. Tuy nhiên thì cái sự hy sinh đó hoàn toàn là xứng đáng. Với một cái rack top đẹp được hạ 4 mạng của bên phía TNC, và bây giờ là cả một trụ bot nữa, mà áp lực cả một trụ bot luôn. Bây giờ hai con kia trông có vẻ là hơi bị khó đẹp con invoker này luôn. Đặt Alacrity vào đầu đệ và sau đó liên tục bắn vào cái rack bắn xa thì bên phía TNC rất là khó để có thể đẹp được. Bây giờ thì blink vào luôn và giết con BH này thì phải đây. Có được hay không? Có được, nhưng mà thôi, đấy chỉ là một tiếng ống dạ dồ. MP chém chói được, nhưng mà sẽ là buyback ra đến thay vì TNC. Lốc được QO lên cũng như là stun được. QO không có buyback, anh ta nên lùi về thì hơn. Và MP lại một lửa bị khóa mồm rồi. MP vẫn được swap ra đến từ Dumu. Dumu lại là người chết tay rồi. Vâng, đây là một tình huống né từ cái Snowball của Vepi, cứu được MP rồi. MP ơi, chạy nhanh lên nào, chạy nhanh thật nhanh lên nào. Nhưng mà không có bóng thôi, MP ngất rồi. Tình huống xử lý quá tuyệt vời đến từ Tuska rồi, nhưng mà nó không đủ để cho bên phía của MVP có thể... Mấy ông MVP này kiểu có truyền thống né finger hay sao ấy. Hôm đánh Dota Pit thì ông QO cầm PL né finger của Lion. Hôm nay đánh ở đây thì ông Tuska lại là gói Snowball vào để né finger. Né finger liên tục. Tuy nhiên thì cách lên đồ của MVP hình như là hơi tự tin thái quá thì cần phải. Hiện tại thì vẫn chưa xuất hiện một cái BKB nào trên người các thành viên MVP Phoenix. Vâng, cả hai carry mặc dù bị khóa mồm cũng như là các kiểu rất nhiều hack kiếc vào mồm rất nhiều rồi, họ vẫn từ chối việc lên BKB. Có vẻ lối đánh này nó mang dáng dấp của một carry số 1 thế giới. Cái việc là Isama
Thế còn Isayama lên BKB thì bây giờ cũng đã thường gặp rồi, và anh ta còn bật BKB cực kỳ nhanh cơ. Với việc TNC họ có một đội hình như này thì thôi, MVP hơi bị khó đép trong thời điểm này này. Khi mà chưa có member lại di chuyển ra ông QO này, và ông Dubu lại là ông chết thay. Vâng, ông Dubu chết thay trận này tôi không biết đến bao nhiêu lần rồi. Vâng, vậy là chém chết ông Dubu và ông QO cũng sẽ nằm xuống hay không đâu. Lốc mình lên và Blink, không Blink được, QO lại back. Trận đấu này sẽ thuộc về TNC hay không? Gần như chắc chắn là nó sẽ thuộc về TNC rồi. Một tình huống mà Ember Spirit không còn trên mặt đất mà lại có một tình huống di chuyển rất buồn cười đến từ danh nhân QO. MP bị thanh, bị biến lợn, hết bị biến thành con lợn lại biến thành con ếch. Và bây giờ thì anh ta đưa trên bảng và bắt bách ra, nhưng bắt bách ra để làm gì đây? Một tình huống throw quá đà đến từ danh nhân QO và bên phía MP họ sẽ mất tất cả đó. Quá là nhiều những cái disable vào mặt của MP. Bây giờ Nghệ cứ đứng chắn rồi, không ai cản được Nghệ này cả. Lực hút máu của nó là quá nhiều. Sven thì không quan tâm là những người đồng đội của mình đang làm gì trong counter đối phương, mà vẫn đang chém trụ. Nhưng một cái stun quá hay đến từ Lion, và sau đó là Spark. Thôi cái gì đấy này, lag, what the lag. Các ông chém nát cả nhà người ta rồi, các ông bảo lag. Vâng, trận đấu này nếu mà BKB từ QO cũng như là Ember Speed của MP thì nó đã khác rồi. Nó đã khác rồi, nhưng mà trông này đấy, hết biến thành con gà là biến thành con ếch. Bây giờ được lăn vào bóng, nhưng mà lăn vào bóng thì làm gì đây? Không hiểu cái slot Oxalic Core này của QO có ý nghĩa gì nếu mà anh ấy không được sống. Oxalic Core là một cái item khá sai lầm trong trận đấu này. Tarak ra từ Darkseer và đó lại biến thành con ếch, lại bị chọc stun lên trời. Họ cố gắng làm tất cả mọi điều để đẹp được. Bây giờ TNC họ muốn end cũng được, mà họ muốn đánh cù nhầy với cả MVP cũng được, khi mà làm bây giờ QO có khoảng tầm 18 giây nữa cơ. Vâng, vẫn là chém chết được cả con nhện rồi. Nhưng mà liệu BH này thì sao đây? BH cũng là nằm đừng bảo tôi là nhà chính còn một máu nha. Bây giờ chưa ra chưa lên, ra chưa lên thì thôi. Còn có đi bài, còn có đi bài. Đẹp được, Unjaki hư dành cho bóng đẹp. Một tình huống mà chả ra đâu vào với đâu cả. Tê bay lên và chém ngược nhà của mình với TNC. Shiroto best Dodo. What the hell? Shiroto best Dodo. Shiroto best Dodo. Shiroto best Dodo. Có một cái xe to đến từ MVP ở nhà của TNC. Một xe to. What? Shiroto, bùm bùm bùm. Shiroto, Shiroto, bùm bùm bùm. Tôi thì không thể hiểu được cái trận đấu này nó như nào. What? Hóa ra quyết định không lên BKB lại có một phần gì đó là đúng với rằng khi mà họ có rất nhiều đam để chém trụ cực kỳ nhanh và chém người trong cái lúc